chúng tôi không cần tổng thống như vậy, người dân Ukraine bày tỏ sự bất bình với Zelensky. Xin chào các anh em thân mến của Mr. Xuôi. Vậy là cuộc giao tranh nảy lửa giữa Nga và Ukraine đã bước qua tháng thứ 11. Trong khi Nga vẫn thong dong chờ đợi sự kiệt quệ từ Ukraine, thì người dân Ukraine đang dần trở nên mất kiên nhẫn trước việc tổng thống quốc gia của mình bất chấp cả sự khốn khổ của người dân để đối ngầu với Nga. Họ gọi Zelensky là một tên dốt nát, ưa chuộng bạo lực. Dường như Zelensky được lòng quốc tế, nhưng đánh mất lòng người dân Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 12 trở lại Ukraine sau chuyến thăm Washington, hoàn thành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi chiến sự nổ ra. Bài phát biểu của ông một ngày trước đó tại Quốc hội Mỹ được mô tả như một khoảnh khắc lịch sử gây tiếng vang lớn ở quê nhà, thắp lên nhiều niềm hy vọng và tự hào của người dân Ukraine. Nhưng đó là những gì mà phương Tây đưa tin và giới chính khách của Ukraine tự hào, còn người dân Ukraine thì chưa hề nghĩ thế. Từ thời điểm Zelensky đắc cử với số phiếu áp đảo vào năm 2019, người dân Ukraine đã dấy lên một sự lo ngại cực kỳ lớn rằng liệu tổng thống của họ sẽ đưa đất nước này đi về đâu. Vào thời điểm này, với chiến thắng của Zelensky, tương lai của Ukraine là vô cùng bất chắc. Trong suốt thời gian tranh cử, Zelensky chỉ nêu ra một số hứa hẹn chung chung về một nền dân chủ trực tiếp thường xuyên mở cửa cho các cuộc trưng cầu dân ý toàn dân, cải thiện quan hệ với Nga và chống tham nhũng. Và phần lớn trong những hứa hẹn anh ta đã làm được, cải thiện quan hệ với Nga đến mức Putin nổi điên và phát động chiến tranh quân sự đặc biệt, khiến đất nước rơi vào cảnh chiến sự liên miên trong nhiều tháng. Không những không giảm xuống mà còn có xu hướng tăng lên theo từng tháng, quả là một pha ngoại giao khiến người dân trầm trồ. Tiếp tới là lời hứa tạo ra một nền dân chủ vì dân. Quả đúng là Zelensky đã làm được khi anh ta trưng cầu dân ý rồi làm theo ý mình. Còn về vấn đề tham nhũng, không còn gì để bàn cãi khi số tiền viện trợ chiến tranh của các nước phương Tây đang chui hết vào túi của ai đó. Đối với Zelensky thì đây có vẻ là một nhiệm kỳ hết sức bận rộn và đầy hứa hẹn. Còn với người dân Ukraine thì việc anh hề Zelensky cầm quyền to chức lớn đã mang tới cho họ những bất an từ những giây phút đầu tiên. Trong một bài phỏng vấn với trang Sputnik vào hồi đầu năm 2023, người dân Ukraine bày tỏ sự bất bình với Zelensky. Họ thẳng thắn thừa nhận rằng chúng tôi không cần người tổng thống như vậy. Một người dân sống tại khu vực Mariupol nói, đến bao giờ thì thằng Zelensky mới đóng gói đồ của nó và biến đi đâu luôn đi, đồ rốt nát. Người dân khác cũng bức xúc không kém khi được hỏi về Zelensky. Hãy gửi đến toàn thế giới rằng hắn đang làm trò hề. Hãy cho họ thấy những ngôi nhà của chúng tôi. Đây không phải là chính phủ. Thêm nữa, hắn gọi chính phủ của mình là đầy tớ của nhân dân. Nhưng nhìn xem hắn đang phục vụ bằng cái gì? Bằng những lời nói. Bà nhấn mạnh chúng tôi không cần tổng thống như vậy. Ở một góc khác, một người phụ nữ có ảnh nhìn thất thần và bộ quần áo mỏng manh trả lời phỏng vấn rằng cô hy vọng Zelensky phải sống ở những nơi như họ và con cái của ông ta phải ăn đất để duy trì sự sống như cách họ đang phải trải qua. Họ thất vọng vì bầu cử một thằng hề lên làm tổng thống và thế là giờ chỉ có thể cười với nhau. Họ cũng khẳng định rằng mọi lỗi là từ Zelensky. Những lời nói dối trá của kẻ cầm đầu chính quyền, hắn hứa hẹn với người dân Ukraine rằng tôi sẽ thảo luận với quỷ để có hòa bình. Quỷ mà Zelensky nói đến ở đây là Putin và việc đàm phán để đòi lại vùng đất bị chiếm. Nhưng mọi thứ lại dẫn đến kết quả, đó lại đang khiến người dân Ukraine chết dần và tệ hơn là hủy diệt. Một cuộc khảo sát mới đây chỉ ra rằng có một tỷ lệ nhất định người dân ở Ukraine muốn Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, bất chấp việc có phải nhượng bộ về lãnh thổ. Kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Kiev công bố hôm 24 tháng 10 cho thấy có khoảng 86% người dân ở Ukraine muốn tiếp tục chiến sự để đẩy lùi quân đội Nga. Ở chiều ngược lại, có khoảng 10% số người được hỏi nói rằng họ muốn Kiev đàm phán với Moscow. Số còn lại không nêu ý kiến. Viện Xã hội học Kiev cho hay 10% số người được hỏi nói Kiev nên chuyển sang đàm phán để ngừng bắn càng sớm càng tốt, ngay cả khi có phải nhượng bộ Nga. Theo Viện Xã hội học Kiev, tỷ lệ người dân mong muốn đẩy lùi quân đội Nga bằng vũ lực vẫn chiếm đa số. Ngay cả người dân sống ở các vùng thường xuyên xảy ra giao tranh như Kharkiv và Donetsk cũng có quan điểm này. Viện Xã hội học Kiev cũng khảo sát ý kiến của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Theo đó, khoảng 66% số người được hỏi cho rằng Ukraine nên tiếp tục chiến đấu,
29% cho rằng nên đàm phán và số còn lại không đưa ra ý kiến. Trả lời phỏng vấn của tờ Fox News, cựu trợ lý đặc biệt về an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush, Michael Allen cho rằng Tổng thống Zelensky đang tìm cách đưa Nga khỏi đất nước của mình trước khi phương Tây cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột. Ông Allen chỉ ra, tôi nghĩ rằng Zelensky biết ông ấy phải tiếp tục tiến lên và đưa Nga ra khỏi lãnh thổ của mình trước khi phương Tây mệt mỏi với việc tài trợ cho chiến dịch tại đất nước của ông ấy. Theo chuyên gia này, Tổng thống Zelensky đặc biệt muốn gửi tín hiệu tới người châu Âu rằng ông ấy sẵn sàng đàm phán hòa bình để tránh bị chỉ trích về một cuộc xung đột kéo dài. Đây là lý do tại sao Tổng thống Zelensky đề xuất một hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Các lệnh trừng phạt tưởng chừng như sẽ gây khó khăn cho Nga trong trận chiến đang không thể đạt được hiệu quả vốn có và sẽ gây ra hậu quả cho cả phương Tây cũng như Nga. Tại Mỹ, nơi người dân đang phải vật lộn với giá khí đốt kỷ lục, lạm phát cao trong nhiều thập kỷ, tình trạng thiếu lương thực và hàng tiêu dùng, Tổng thống Joe Biden đã cố gắng đổ lỗi cho Nga. Tuy nhiên, tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden đã chạm đáy trong nhiều cuộc thăm dò. Trong đó, cách xử lý nền kinh tế của ông được đánh giá là đặc biệt tồi tệ. Theo một số dữ liệu gần đây, chỉ 29% người Mỹ tán thành hiệu quả kinh tế của ông Biden. 55% nói ông Biden đang làm cho nền kinh tế tồi tệ hơn và phần lớn nói tổng thống không đủ để giải quyết lạm phát 81% hoặc giảm thiếu hụt 73%. Ở Anh, đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson đang đánh mất niềm tin của công chúng vào việc quản lý nền kinh tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz của Đức cũng đang mất dần sự ủng hộ của công chúng trong bối cảnh sản lượng công nghiệp sụt giảm và nền kinh tế Đức dự đoán sẽ suy tàn nếu nhập khẩu năng lượng của Nga bị cấm. Mọi chuyện đang xảy ra trên thế giới gần như ngược lại ở Nga. Phản ứng của dư luận Nga hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra vào năm 2014 khi Putin sáp nhập bán đảo Crimea. Thời điểm đó, khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình ở Moscow. Giờ đây, ngay cả một bản kiến nghị trực tuyến phản đối chiến tranh với Ukraine được công bố từ ngày 30 tháng 1 cũng chỉ nhận được 5.000 chữ ký. Ivan Preobrazhensky, một nhà phân tích chính trị độc lập nói, ông thêm rằng, với mỗi lần căng thẳng về Ukraine, xã hội Nga không muốn chiến tranh, nhưng phần lớn cho rằng đó là điều khó tránh khỏi. Cuộc sống của người Nga vẫn vận hành theo quỹ đạo bình thường. Họ vẫn đi làm, đi học, thậm chí là đi du lịch khi có thể. Lệnh cấm vận không có nhiều ảnh hưởng tới người dân, ngoài việc một số đồ nhập khẩu dần trở nên thiếu thốn, ví dụ như các cửa hàng McDonald's đóng cửa hàng loạt, các cửa tiệm của EK trở thành hàng hiếm, các linh kiện ô tô, máy bay và một vài vật dụng cực kỳ thiếu và nhiều người dân cũng thất nghiệp. Nhưng so với Ukraine thì người dân Nga có cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn, dù đất nước của họ đang chịu lệnh trừng phạt của châu Âu. Trong khi đó, dự báo về tình hình châu Âu năm 2023, tờ Financial Times của Anh lưu ý rằng mất điện có thể xảy ra cho đến tháng 4 nếu thời tiết tương đối lạnh, nhưng mùa đông tới sẽ thách thức lớn hơn do việc bổ sung các kho trữ khí đốt gặp khó khăn vì lượng khí đốt từ Nga đã gần như bằng không vào năm 2023. Bước sang năm mới 2023, thế giới mong muốn cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi đến hồi kết. Các nhà phân tích đánh giá xung đột quân sự Nga-Ukraine có thể leo thang hơn nữa trong năm mới. Tuy nhiên, vào năm 2023, Nga có thể có hành động quyết đoán để đi tới chấm dứt xung đột do Điện Kremlin cần tạo ra môi trường ổn định và tích cực, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, theo Thời báo Hoàn Cầu. Về vấn đề đàm phán, Nga và Ukraine gần đây cáo buộc nhau không có thiện chí đàm phán để chấm dứt xung đột. Thế bế tắc hiện tại nằm ở chỗ. Điện Kremlin tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình và Nga sẽ không từ bỏ các lãnh thổ mà họ đã giành được. Trong khi Kiev nói rằng họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi mọi lính Nga đều rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Không bên nào muốn từ bỏ mục tiêu của mình và đó là lý do hy vọng đàm phán vẫn còn xa vời. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho Mr. Xuôi biết cảm nghĩ của anh em dưới phần comment nhé. Cũng đừng quên like, share video và đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em